Xin chào các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tiện ích mà rất nhiều các cái đơn vị sử dụng, đặc biệt là các cái đơn vị mà có nhiều cái mảng kinh doanh khác nhau. Ở trong này chúng tôi muốn nói đến là chính là phân bổ các cái tài khoản chi phí 621, 622, 623, 627. Dĩ nhiên là đối với những từng công ty thì không phải là tất cả những cái gì đều trực tiếp. Thế các bạn có thể biết là 621 có những đơn vị vẫn có thể là phân bổ chứ không thể kết chuyển theo cái hệ số nào đấy về các cái tài khoản 154. Ở đây cả tài khoản 622, 627, 623 đều có thể sử dụng để phân bổ. Ví dụ như ở đây tôi nói các bạn là cái tài khoản 627, các bạn đánh vào autofilter ở đây, các bạn đánh vào mình nhìn thấy cái tài khoản 627. Tất cả ở đây là có đến 6 cái tài khoản con của 627. Nhưng mà tài khoản 154 thì nó chỉ có một. Nếu như bình thường kết chuyển thì các bạn sẽ thấy là cái chức năng kết chuyển này nó sẽ kết chuyển toàn bộ cái chi phí 627 về 154. Nhưng ở đây chúng ta ví dụ chúng ta mở thêm tài khoản 154 cho hai lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta chọn thêm. Ở đây 1541 kinh doanh, ví dụ ở đây là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang xây dựng. Sau khi các bạn phân bổ 627 chẳng hạn là có một cái khoản 6278 là chung cho hai lĩnh vực khác nhau. Thế thì các bạn phân bổ về 154 sau rồi từ 154 các bạn có thể phân bổ theo giá thành cho từng cái đối tượng tập hợp chi phí. Ở đây tài khoản tổng hợp là 154. Chúng ta lưu ý ở đây là các cái tài khoản 154 chúng ta vào cái tích vào cái phần khoản mục chi phí để sau này tránh các cái trường hợp mà các bạn vào cái tài khoản 154 thì các bạn thiếu tài khoản thiếu cái khoản mục tập hợp chi phí, khoản mục chi phí thì các bạn sẽ không thể có cái cân đối giữa cái giá thành và cái sổ cái tài khoản. Cái sản xuất kinh doanh đây là xây dựng, ví dụ đây là lĩnh vực sản xuất. Trong trường hợp mà một công ty vừa sản xuất khai thác đá lại vừa mang cái đá của mình sản xuất ra để đi đi sẽ đưa vào thi công công trình do chính mình là đơn vị thi công, chính mình là nhà thầu. Ở đây chúng ta kiểm tra qua cái chức năng mà các cái tài khoản kết chuyển. Các bạn nhìn thấy là chúng ta vào khai báo tài khoản kết chuyển thì các bạn nhìn thấy là 6278 sẽ được đưa về 154, 6277 đưa về 154. Thế các cái chức năng này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức là chúng ta ví dụ ở đây chúng ta có một cái phiếu chi liên quan đến cái tài khoản 6277 hoặc là 6278. Chúng ta ví dụ ở đây là chúng ta thêm mới một cái chứng từ là ở đây là thanh toán tiền nội dung kinh tế thì các bạn làm cái toán các bạn sẽ biết ở đây chúng ta đánh vào 6278 chẳng hạn. Ở đây là tài khoản ví dụ ở đây là 10 triệu. Khoản mục chi phí ở đây các bạn lưu ý là nó là chi phí chung. Đối tượng tập hợp chi phí chính là các cái giá thành sản phẩm, các cái sản phẩm trong cái quá trình tập hợp chi phí giá thành. Cái đối tượng ở đây thì có thể là công trình xây dựng hoặc là có thể sản phẩm sản xuất ra. Chúng ta chọn lưu. Tất nhiên là ở trong này tôi ví dụ về một cái phiếu chi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo số dư tài khoản của 111 nó bị âm. Dĩ nhiên ở đây thì chúng ta chỉ là cái ví dụ, bạn vẫn lưu dữ liệu bình thường. Sau khi các bạn hạch toán vào cái tài khoản 627, các bạn vào báo cáo bảng cân đối phát sinh, các bạn sẽ nhìn thấy là đã có cái phát sinh của tài khoản 6278 là 10 triệu. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp theo chúng ta sẽ phải phải khai báo cái hệ số phân bổ, cái hệ số phân bổ để kết chuyển chi phí. Ở đây chúng ta lưu ý là ở đây này, trong cái này chúng ta vào phần nghiệp vụ, phần giá thành công trình xây lắp hay là giá thành sản phẩm sản xuất liên tục thì đều có thể có cái chức năng là cái hệ số phân bổ này, hệ số kết chuyển này. Chúng ta ở đây chúng ta ví dụ như kết đây thực ạ phân bổ chi phí chung 6278. Ở đây cái ngày lập chúng ta cứ để vào ngày mùng 1 đi. Ở đây các bạn lưu ý này. Cái ngày mà cái từ ngày đến ngày này ấy, thì ví dụ như chúng ta chỉ áp dụng cho từ tháng 6 thôi. Chúng ta chỉ áp dụng vào tháng 6.
Có nghĩa là sang tháng 7 các bạn sẽ không sử dụng cái hệ số này nữa. Thế nên nếu như mà trong tháng 7 các bạn làm một cái bảng hệ số khác để phân bổ thì chúng ta có thể vào đây và sử dụng cái chức năng sao chép và sao chép sang một cái chứng từ khác, cái hệ bảng hệ số khác để chúng ta có thể tập hợp. Ở đây các bạn lưu ý là tài khoản chi phí là tài khoản 627. Ví dụ ở đây chúng tôi chọn là tài khoản tổng hợp của tất cả tài khoản 627. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta chọn tài khoản tổng hợp ấy thì tất cả các tài khoản con này nó đều phân bổ về 154 theo cái hệ số như khai báo tổng ở trong này. Nhưng nếu các bạn khai báo cái tài khoản chi tiết này thì nó sẽ đi theo tài khoản chi tiết. Và các bạn lưu ý là khi đã khai báo tài khoản chi tiết thì các bạn phải khai báo tất cả các tài khoản chi tiết. Còn khi khai báo tổng hợp thì các bạn chỉ sử dụng một tài khoản tổng hợp không và không khai báo chi tiết. Nếu không thì chương trình nó sẽ phân bổ mà không biết là phân bổ như nào. Theo cái tài khoản chờ phân bổ đây thì các bạn nhìn thấy ví dụ ở đây chúng ta phân bổ là 17% khoản mục chi phí ở đây là chi phí chung. Các bạn là chi phí sản xuất chung. Ở đây các bạn thấy là 627 các bạn đánh tiếp vào đây là 1542. Và cái phần còn lại ở đây thì các bạn có thể đánh vào là ở đây là 83%. Vậy sau đây các bạn lưu lại. Thế các bạn nhìn thấy là chúng ta đã lập xong. Thì sau đây chúng ta đóng cái bảng hệ số này đi. Chúng ta vào cái chức năng là tổng hợp và chức năng giá thành này, bắt đầu kết chuyển chi phí này. Thế các bạn sẽ chọn kết chuyển ở hết tháng 6. Các bạn đã nhìn thấy là khi các bạn chọn cái thì các bạn đã thấy là nó đã chia ra cho các bạn là theo từng tài khoản 1541 và 1542 rất rõ là tài khoản có 6278 và cái này là 1 triệu 7, cái này là 8 triệu 3. Các bạn sau khi các bạn phân bổ cái chuyển cái chi phí này về đến 154 rồi thì các bạn mới có thể làm tiếp cái chức năng là ở trong cái tài khoản 1541 cho lĩnh vực xây dựng, chúng ta sẽ phân bổ tiếp cái chi phí này cho các công trình cũng theo những cái hệ số. Nhưng mà khi phân bổ tài khoản 154, chi phí cho 154 đã lên của các công trình thì các bạn lưu ý là ở trong đấy nó có sẵn các cái tiêu thức để chúng ta chọn và phân bổ. Nhưng mà đối với cái tài khoản 627 này thì hoàn toàn cái hệ số là hoàn toàn theo cái sự tính toán của các bạn. Các bạn chủ động tính toán. Ví dụ như trong cái trường hợp mà trong cái trường hợp mà các bạn làm cho liên quan đến cái công trình theo từng cái tài khoản thì nó cũng tương tự như thế, tức là theo từng cái công trình một và các bạn phân bổ giá trị khấu hao của tài sản nó cũng thế. Thì các bạn sẽ phải xây dựng cái hệ số theo là ví dụ như theo nhật trình ca máy chẳng hạn. Như vậy là các bạn đã thấy là chúng ta chọn nút lưu, chúng ta sẽ xem báo cáo đến 30 tháng 6 chúng ta, hoặc là xem chọn tháng 6 chúng ta chọn đồng ý. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây đã được hạch toán là 10 triệu này, 10 triệu. Và rõ ràng là các bạn thấy là nó sẽ được chia ra thành hai tài khoản 154 theo hai cái giá trị, theo cái tỷ lệ của các bạn. Dĩ nhiên các bạn không phải là cứ khai báo là 83% với 17% là 100% đâu. Các bạn có thể khai báo tỷ lệ gấp đôi, ví dụ như 1 và 2. Chương trình cũng tự động cộng lại thành 100% và chia ngược lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.